Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Phùng, một kênh nói về rùa và những đam mê của anh ấy. Video lần này mình quay trở lại khá là sau một thời gian dài nghỉ dịch. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật cực kỳ hay trong Word. Đó chính là cách để chuyển một đoạn văn bản từ viết thường sang viết in hoa và ngược lại. Trước đây thì thời mà còn dùng các cái bảng mã như là Việt Nam Time hay Việt Nam Hát thì chỉ cần bôi đen và chuyển sang Việt Nam Time nó in hoa tất. Đấy. Và chuyển sang cái Việt Nam Time kia thì nó sẽ chuyển về in thường như bình thường. Đấy. Bây giờ thì bảng mã ít được sử dụng mà cách này nó sẽ sử dụng cho hầu hết tất cả các loại bảng mã. Đấy. Được sử dụng cho Word. Bây giờ thì mình đang sử dụng phổ biến là Time New Roman rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chuyển đổi từ in hoa sang in thường, ngược lại và các kiểu nhé. Thì đầu tiên mình sẽ gõ một đoạn văn bản này. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mình cứ viết thường hết đi đã. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Rồi, tạm thời như thế đã. Đây là đoạn văn mình viết thường hết, nhưng nó đang tự động viết hoa ở đầu câu, đầu dòng. Đấy, mỗi khi xuống dòng là nó sẽ viết hoa đầu tiên của cái đoạn đấy. Đây là cái auto của Word. Đấy, đây nó chỉ là cái auto này. Đây là cái auto này nó rất là hay vì theo như chuẩn về trình bày là chúng ta đều phải viết hoa đầu câu rồi, đầu dòng rồi, không thể viết thường được. Thì quay trở lại vấn đề chính là mục đích của chúng ta là chuyển một đoạn văn từ in thường sang in hoa như thế nào. Và nó có hai cách. Thì cách đầu tiên mình sẽ dẫn mọi người nhé. Đầu tiên là các bạn phải bôi đen đoạn văn, cái đoạn mà các bạn muốn chuyển từ in thường sang in hoa. Sau đó ở trong Word, và đặc biệt như mình hướng dẫn ở đây là Word 20 của bản Office 2019, thì các bạn sẽ vào cái tab Home. Từ cái tab Home này các bạn sẽ di chuyển đến cái phần hai chữ A lớn, A nhỏ, và các bạn bấm xuống đây. Nó sẽ ra một số các tùy chọn như thế này. Các bạn sẽ chọn vào uppercase. Xong chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam viết in hoa. Thế còn nếu mà các bạn muốn chuyển lại thành in thường thì sao? Cũng vẫn vào đây. Các bạn sẽ chọn nào case này, là case này. Đó, chuyển lại in thường. Ngoài ra thì trong cái công cụ này các bạn có thể chọn cái đầu tiên sentence case này. Đấy, nó chính là viết hoa đầu dòng của cái dòng đấy. Hay capital each word, viết hoa của viết chữ cái in hoa của đầu mỗi từ. Đầu mỗi từ đều viết chữ cái in hoa, nhưng chữ còn lại viết thường. Và ngược lại của nó là Google case. Top Google này, case này là viết họ viết thường những chữ cái đầu tiên của mỗi từ, và những từ còn lại là viết hoa. Cái này là rất là ít khi dùng, chính xác là chả mấy khi dùng luôn. Chúng ta chỉ có thể dùng những cái như là viết hoa chữ cái đầu tiên của dòng, rồi là viết thường tất, rồi là đổi thành in hoa đoạn văn, hoặc là viết hoa những cái đầu tiên,
còn cái cuối cùng này là rất ít khi sử dụng. Đó, đây là một cái công cụ rất là hay, giúp các bạn có thể chuyển đổi từ in hoa, in thường rồi theo mục đích của các bạn. Đấy, rất là nhanh, để các bạn cũng đỡ phải xóa đi viết lại. Sau khi viết xong rồi không cần phải xóa đi, ô thôi chết rồi nhầm rồi, xóa đi viết lại, và các bạn cứ thế thay đổi. Để nó rất là dễ và nhanh. Đây có mấy chữ, nếu cả một đoạn văn bản thì nó rất là dài, đúng không ạ? Thì các bạn phải sử dụng được cái công cụ này, một công cụ mà được Word trang bị rồi. Cách thứ hai mà mình muốn dẫn các bạn này cũng đổi được như thế này, đó chính là dùng công cụ gõ. Như hiện tại mình đang dùng AVK, UNK cũng sẽ sử dụng được cái chức năng này, giống hệt như EVK. Thì cách thực hiện thì nó cũng khá là giống mấy sử dụng Word, nó cũng giống nhau. Thứ nhất là các bạn bôi đen loạn mặt, các bạn cần thay đổi. Sau đó bôi đen xong bấm copy nhé, copy, chuột phải bấm copy hoặc là Ctrl C trên bàn phím. Sau đó các bạn vào cái EVK này, các bạn nhấn chuột phải lên nó và các bạn bấm đến chuyển mã. Trên cái bảng mã này thì nguồn và đích đến là mình đều để Unicode, cái bảng để nó chuyển mã thành. Các bạn đừng có chọn những cái khác nhé, kẻo mà nó bị biến đổi với phông chữ. Còn đây sang lựa chọn là chuyển sang cái gì, sang chữ thường, sang chữ hoa đầu câu, hoa từ mũi từ nó vào dấu đấy. Thì hiện tại mình sẽ muốn là chuyển đến chữ hoa đầu câu đi, đúng chưa? Đấy, thử luôn. Sau đó các bạn bấm chuyển, ok, bấm ok. Rồi vì lúc nãy mình bấm copy, bây giờ mình sẽ bấm dán vào đây, mình bấm Ctrl V đi. Ồ, đầu mỗi câu Ctrl copy, bấm lại đây, chuyển bảng mã chữ hoa đầu câu. Chữ hoa đầu câu thì nó vẫn giống như thế, mình chọn là bấm chữ hoa đầu mỗi từ, ok, đầu mỗi từ thôi. Ở đây bấm Ctrl V, đấy, đầu mỗi từ luôn. Chữ hoa đầu câu thì nó giống như hệt cái mẫu đầu tiên mình gõ rồi, nó auto rồi, quên mất. Đấy, hoặc copy đi, thử tiếp, bấm vào đây, chúng ta chọn sang là chữ hoa rồi, ok đi, bấm Ctrl V. Đó, các bạn thấy chưa? Cái này nó rất là dễ dụng, và cái này có thể nó không cần dùng trên Word. Cái dùng bằng bảng mã này thì nó không dùng cần dùng trên Word, có thể là các bạn dùng trên Face, đang viết Face viết gì đấy là các bạn có thể sử dụng nó để đảo trên các trình ghép. Đây, ví dụ như chữ này, bây giờ mình sẽ bấm lại Ctrl Copy và mình sẽ bấm nó sang chữ thường, chưa? Ok. Và bây giờ ở trên trình duyệt web này, mình sẽ bôi đen nó và bấm Ctrl V. Đấy, tất cả đã chuyển sang chữ thường. Ok chưa ạ? Vâng, và đây là tất cả nội dung mà mình muốn gửi đến các bạn. Cách để chuyển chữ hoa thành chữ thường thành chữ hoa trong Word cũng như ở ngoài Windows, các trình duyệt khác bằng Word và bằng trình duyệt mà các bạn đang sử dụng, cái EVK hay cái UNK thì nó cũng giống nhau các bạn nhé. Thì bài chia sẻ của mình hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thấy hay thì có thể like cho mình thêm ít like và ít subscribe kênh để có thêm động lực để ra những cái video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.